Xin chào mọi người, để đến với kênh Hải Dân Stock thì mọi người đừng quên ấn like và subscribe kênh để có thể ra được nhiều video tốt hơn để mọi người có thể nắm bắt và tham khảo. Thì hôm nay VN Index của chúng ta cũng đã bật tăng trở lại sau cái nhịp quay lại lắp gấp ấp Cụ thể hôm nay VN Index của chúng ta tăng 6,07 điểm so với phim trước và đóng cửa mức 1528,57 điểm. Giá trị giao dịch ở mức trung bình 35.394,43 tỷ và đang có những cái sự phân hóa dòng tiền rất rõ rệt. Hầu hết những nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất trong phiên ngày hôm nay chủ yếu đến từ dòng bất động sản và bất động sản công nghiệp và những cái nhóm ngành giảm điểm đến từ dòng ngân hàng này, chứng khoán và dòng thép. Thì nhìn chung khi mà thị trường ta xuất hiện một cái viên gọi là nô no 3 nó báo hiệu những cái trạng thái chững lại đà tăng của VNI thì khả năng vùng này thì chúng ta nó sẽ tiếp tục tái tích lũy và xoay quay, tạo ra những vùng cân bằng cung cầu giữa đầu tư mua và nhiều đầu tư bán. Và khi thị trụ chúng ta tích lũy và xoay quay thì nó sẽ có những cái sự dịch chuyển dòng tiền liên tục trên thị trường. Thì mỗi ngày anh chị sẽ thấy thì chúng ta nó sẽ kéo một dòng giống như giai đoạn hiện tại phiên hôm trước thì anh chị thấy này dòng ngân hàng dòng chứng khoán nó bắt đầu nó phục hồi và nó kéo lên thì những cái mã cổ phiếu dòng bất động sản và bất động sản khu công nghiệp nó chỉnh xuống nhưng hôm nay anh chị thấy này bắt đầu những mã cổ phiếu dòng bất động sản bất động sản khu công nghiệp nó bắt đầu nó kéo thì anh chị thấy rõ ràng rằng dòng ngân hàng chứng khoán và thép nó bắt đầu nó chuyển lại đà tăng thì đó là những sự dịch chuyển dòng tiền liên tục trên thị trường khi mà thị trường tạo ra những cái biên tích lũy và khi thì chúng ta tạo ra biên tích lũy thì nhà đầu tư mình tham gia những cái mã cổ phiếu nào nó sẽ mang lại những cái khoản lợi nhuận lớn nhất khi mà thị trường nó tích lũy như thế này thì hầu như khi mà thị trường ta tích lũy thì anh chị thấy rất nhiều mã cổ phiếu nó mang những cái phân khúc nhỏ nó chạy rất là mạnh em ví dụ như những cái đoạn này anh chị thấy này hầu hết những cái mã cổ phiếu bên đây nó chạy nhưng những mã cổ phiếu như ROD này nó chạy rất là mạnh hay là những mã cổ phiếu như flc hay là klf hoặc là những cái mã cổ phiếu như con drh nó chạy rất mạnh đúng không ạ à? hoặc là những cái mã cổ phiếu gì ạ hay là con hqc này anh chị thấy này khi mà thị trường tích lũy và xoay quay thì hầu hết những mã cổ phiếu phân khúc nhỏ như thế này nó chạy nên giai đoạn này chúng ta muốn tham gia thì chúng ta có thể là tập trung đầu tư vào những mạng cổ phiếu nhỏ để đánh nước giai đoạn này khi nào mà thị trường chúng ta nó vào trên thì chúng ta sẽ bắt đầu quay lại đánh lại với những cái mạng cổ phiếu của những cái dòng cơ bản tốt và những cái mạng cổ phiếu vốn hóa to thì trong những cái biên độ xe quay tiếp theo thì chủ yếu chúng ta sẽ tập trung vào cổ phiếu nhiều hơn tại vì thị trường chúng ta nó vẫn là một cái trên lai tăng về chung và dài hạn nên bây giờ chúng ta sẽ tìm kiếm những cơ hội mới để chúng ta đầu tư và bây giờ thì chúng ta nó chưa có tín hiệu rủi ro thì chúng ta cũng không nên phân tích vn quá nhiều làm gì thì chúng ta chỉ biết giai đoạn này vn chúng ta nó sẽ cần tái tích lũy và xe quay thêm thì đầu tiên em sẽ phân tích vào những cái mã cổ phiếu của dòng à, bất động sản đi bất động sản thì những cái mã cổ phiếu phân khúc nhỏ hôm qua em có nói chiều tư ấy, như là con HQC này hoặc là những cái mã cổ phiếu như là con OGC thì hôm nay nó tăng rất là tốt thì xin chúc mình chiều tư khi mà mua được những cái điểm mua ở những phiên tích cung của nó thì hầu hết những mã phiếu này nó vẫn tiếp tục nó tạo ra những biên tái tích lũy thì khả năng ấy ngày mai nó sẽ tiếp tục chi địa tăng của nó nên chiều tư nào có nắm với OGC này thì mình vẫn có thể nắm giữ thêm tại vì dòng tiền cũng đã vào này biên độ tích lũy và hấp thụ lượng cung rất là tốt nên khả năng mã phiếu này mình đánh giá nó sẽ tiếp tục dư địa tăng của nó hay con HQC này hôm qua là cái điểm vào của nó đúng không ạ thì em chịu tư nào mình có thì mình cứ nắm giữ còn bây giờ điểm mua của nó thì nó cũng đã qua điểm mua rồi nên mình muốn tham gia thì mình chờ đợi những cái độ tích lũy ở phía sau lúc đó mình sẽ có những cái điểm mua mới còn bây giờ chủ yếu là do nhà đầu tư mình nắm giữ thêm tiếp tục là con AGG AGG thì nhìn chung ấy mà cổ phiếu này nó cũng đã bứt phá và những đường trên lai giảm điểm của nó nó bắt đầu nó bật tăng thì đoạn này sẽ tiếp tục cân bằng và sẽ tiếp tục đi lên nên mình có thì có giữ thêm đối với agg tại vì vùng này anh chị thấy này thanh khoản nhỏ như thế này thì hầu như dòng tiền chưa thoát ra được nếu mà anh chị thấy này nó bắt đầu nó gãy trên thì luôn luôn phải có những trạng thái thanh khoản nó tương đối lớn đúng không ạ à? lúc đó thì đối với mã cổ phiếu này này nó mới bắt đầu nguy hiểm còn bây giờ thanh khoản nhỏ thì hầu hết ấy tổ chức họ chưa phân phối ra hết được lượng hàng nên nhìn chung mã phiếu này nó cân bằng thêm về phiên anh chị vẫn có những điểm mua để mình tham gia mới đối với mã cổ phiếu agg ASM thì điểm mua của nó là phiên ngày hôm qua thì hôm nay nó bật tăng, nó mở gap up thì nó quay lại lắp gap up là việc hết sức bình thường. Thì nhìn chung mã phiếu này nó sẽ cần cân bằng, đâu khoảng là 3 4 phiên, nhà đầu tư mình sẽ có điểm mua mới. Còn bây giờ nhà đầu tư mình có thì cứ nắm giữ thêm đối với mã phiếu này, nhìn chung dòng tiền chưa thoát ra. Tiếp tục là những mã cổ phiếu như CO, thì CO hôm nay nó vẫn tiếp tục dư địa tăng của nó thì nhìn chung chị đầu tư mình có thì nắm giữ còn bây giờ điểm mua mới thì chưa có điểm mua tại vì nó cũng đã xa nền nếu chị đầu tư tham gia mua thì mua tại nền nó sẽ an toàn hơn còn bây giờ anh chị thấy này nó xa nền mua thì mình sẽ gặp rất nhiều rủi ro ví dụ như ở đây anh chị mua vùng này lỡ nó dính những cái đỉnh ngắn hạn sao ạ à? các anh chị sẽ rất dễ dàng ấy thua lỗ vào những cái mặt tây cộng em ví dụ cụ thể đi nhưng mà là một cái con như là nam long đi nếu nó tạo ra một cái trạng thái gọi là những cái đỉnh ngắn hạn của nó các anh chị mua xa nền như thế này thì nó bắt đầu các anh chị thấy có những cái trạng thái rũ bộ của nó thì anh chị thấy là nó gãy đâu phải là 8 đến 10 phần và khi anh chị thấy gãy như thế chạm những cái mức cắt lỗ anh chị thì các anh chị sẽ rất dễ dàng cắt lỗ ra ở những cái vùng gọi là đáy của cổ phiếu và khi anh chị vừa cắt lỗ thì nó sẽ bắt đầu nó bật tăng lên trở lại nên đối với những mã phiếu nó xa nền như thế này này các chị mua vào nó sẽ rủi ro nếu mà gần nền như thế này thì anh chị thấy nó gãy về thì hầu như nó gãy về những vùng nền rồi nó bật tăng thì anh chị có thể là dễ dàng đưa ra những quyết định là nắm giữ hay các anh chị có thể là bán ra để mình giữ lãi nên nhìn chung đối với CO ấy nó đã tăng nóng thì mình hạn chế mua đuổi và mình có thì cứ cầm và canh chặn lại đối với CUO. CKG thì những phim trước cũng đã phân tích rất nhiều rồi thì hầu như những mã phiếu này mình phân tích rất sát thì khả năng sẽ tạo ra những biên tái lũ và sideways thêm chứ nói những cái việc mà nó gãy rũ thêm thì khả năng sẽ rất là khó. Nên đối với mã phiếu này nhìn chung nó sẽ cần những cái độ biên động tích lũy thêm thì nhà tư mình sẽ có điểm mua. Còn bây giờ chúng ta cứ nắm giữ. Tiếp tục là con CRE, CRE thì mã phiếu này đang tạo ra mẫu hình nền tảng trên nền tảng hôm nay vol bán cũng tương đối lớn thì khả năng nó sẽ quay về nó retest là những vùng hỗ trợ trước của nó và nó hướng lên thì đó là cái điểm mua đối với CRE nên đối với mã phiếu này nó đang tạo ra mẫu hình nền tảng trên nền tảng rất đẹp nên chị có thể là chú ý ở đoạn sau vào hết những cái mã cổ phiếu ấy, nó tạo ra những nền tảng số 3 thì nó đều chạy rất mạnh từ những cái nền tảng số 3 này em ví dụ cụ thể đi như là con nam long đi anh chị thấy này nó bắt đầu nó chạy từ những cái nền tảng nào mà nó chạy mạnh nhất em ví dụ như đoạn này nó tạo ra nền tảng một này nền tảng số 2 này và nền tảng số 3 thì anh chị thấy rõ ràng rằng nền tảng số 3 của nó là một cái nền tảng chạy rất là mạnh hay là những mã cổ phiếu như OGC hay là con con HDC đi anh chị thấy này nền tảng số mấy nó chạy mạnh nhất nền tảng 1 này nền tảng số 2 đúng mà và bắt đầu nền tảng số 3 thì từ những nền tảng số 3 của nó thì sao đó là những cái điểm chạy mạnh nhất hay là con uh, DGC nó cũng tương tự như vậy nên đối với những mã cổ phiếu ấy như là con CRE hiện tại nó đang tạo ra nền tảng số 3 thì nhà tư mình có thì cứ tiếp tục giữ chờ đợi những tố nó quay lại retest những cái vùng gọi là hỗ trợ trước của nó hướng lên đó là điểm mua nên có thể chú ý đối với CRE ở đoạn tới D2D thì mã cổ phiếu này hầu như hôm nay là điểm mua của nó nên chịu tư nào mà mình mua được phiên hôm nay thì mình cứ nắm giữ thêm còn bây giờ điểm mua mới đối với mã cổ phiếu D2D này chúng ta phải chờ đợi nó tích lũy và xoay quay quanh những cái vòng kháng cự trước của nó một vài phiên thì chúng ta sẽ có những điểm mua tốt hơn còn bây giờ nhau tư mình quan sát và nắm giữ thêm tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như là con uh, DG DG thì nhìn chung mã cổ phiếu này điểm mua là cái phiên ngày hôm qua của nó là phiên no sập thì hôm nay nó cũng đã bật tăng với những khối lượng cũng tương đối đạt nên đối với mã phiếu này khả năng sẽ tiếp tục dư địa tăng của nó điểm mua của nó đã qua thì chỉ cứ tiếp tục nắm giữ và quan sát thêm hạn chế mua đuổi đối với mã cổ phiếu DG còn những mã cổ phiếu như là con HDG thì nó vẫn tiếp tục những biên độ tích lũy và sai quay thì hôm nay nó mở một gap up sau đó quay lại lắp gap up và hôm nay là một phiên tích cung hướng lên thì khả năng những phiên sắp tới nó sẽ bước vào một những cái nhịp chạy nước rút của nó từ những cái nền tảng số 3 nên đối với nhà đầu tư nào ấy, mà mình bây giờ mình chưa biết giải ngân mã phiếu nào thì mình có thể là tham khảo đối với con HDG để mình có thể là ăn được những cái nhịp chạy nước rút của nó nên chị lưu ý đối với con HDG này mình có thể tham gia quanh vùng giá 67.8 còn những cái mã cổ phiếu như là con HDC, HDC thì nhìn chung nó đang có những trạng thái nó hình thành mẫu hình về VCB thu hẹp. Thì đối với mã phiếu này hôm nay lực bán cũng tương lớn, nó xuất hiện một phiên nô điện 3 thì khả năng nó sẽ quay về nó chỉnh để tạo ra những mẫu hình VCB của nó. Khi nó tạo ra mẫu hình VCB thành công, những cái điểm mua của nó là những cái điểm mua cắt khỏi những cái vùng gọi là đường line giảm điểm của nó sẽ có những điểm mua tốt. Còn bây giờ mình cứ nắm giữ thêm đối với HDC. Còn những mã cổ phiếu như HQC thì hồi nãy em cũng đã phân tích rồi, nên đối với mã phiếu này anh chị nắm giữ thêm tiếp tục là mã phiếu như KBC thì vùng này nó vẫn rất là tốt này vận động tích lũy và sai quay. thì đối với nhà đầu tư nào mình nắm thì mình cứ nắm tại vì vùng này nó đã reset hai đáy cạn cung hướng lên như thế này là một trong những mã cổ phiếu cũng tiềm năng ở đoạn tới thì đối với mã phiếu này nó chỉ cần tích lũy thêm đâu khoảng là bao bốn phiên nó sẽ có một phiên gọi là break đến vượt đỉnh nên đối với mã phiếu này em chỉ có thể cân nhắc để thăm dò quanh vùng giá 61.8 được này còn những mã cổ phiếu như ITA hôm nay cũng đã đánh trần thì mã phiếu này hầu như nó cũng là một cái mã cổ phiếu mang những cái dạng phân khúc nhỏ nên chị thấy này những cái dòng tiền thông minh nó bắt đầu nó kéo những mã cổ phiếu phân khúc nhỏ khi mà thị trường của chúng ta tích lũy và xoay quay nên em đánh giá mã phiếu này nó vẫn tiếp tục dư địa tăng của nó mình có thì cứ nắm giữ còn muốn mua mới thì sao ạ à? thì có thể là chờ đợi những yếu tố nó cân bằng quanh vùng giá đâu khoảng 18.55 có thể là mua tham gia đối với mã phiếu ITA tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như là Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm thì mã phiếu này nó có những trạng thái nó đen hình thành mẫu hình dẹp vai này đầu nếu vùng này nó tạo ra những vùng cân bằng thêm nó tích lũy và xuất hiện một phiên ấy gọi là bùng nổ với khối lượng của nó ít nhất cũng khoảng là trên 5 triệu cổ phiếu để tạo ra mẫu hình vai đầu vai ngược thì hôm đó mình sẽ có những một cái điểm mua tốt đối với mặt cổ phiếu nam từ liêm này còn bây giờ mình vẫn có thể tiếp tục nắm giữ đối với nam từ liêm còn điểm mua mới thì chúng ta cứ chờ đợi thêm tiếp tục là mã phiếu như VRE VRE thì những cái điểm mua mới của nó là những cái điểm mua bắt đầu từ những cái chân sóng của nó ví dụ như là con VRE điểm mua của nó là điểm mua nào ạ à? đây là điểm mua của nó này một cái phiên bùng nổ xác nhận mẫu anh gì à? vai đầu vai ngược anh chị nào tư nào mà theo dõi video của em thì cũng biết ấy là những cái điểm mua của nó đây là những điểm mua chuẩn còn bây giờ nó cũng đã tăng trần tăng hai ba phiên liên tục như thế này thì anh chị đâu còn điểm mua nữa đâu nên mình có thì cứ nắm giữ thêm và chờ đợi những yếu tố gọi là canh chốt lại đối với mã phiếu này chứ bây giờ muốn mua thì nó sẽ rất là khó tiếp tục là những cái mã cổ phiếu như là con uh, Nam Long đi Nam Long thì đoạn này nó cũng vận động tương đối là giặt dẹo thì nó vẫn tiếp tục tích lũy và sai quay thì khả năng vùng này nó sẽ tiếp tục nó tạo ra biên sai quay này và nó chưa đủ những cái biên tích lũy của nó để nó có thể bước vào một cái chu kỳ tăng mới nên đối với mã phiếu này anh chị đầu tư mình khó nắm giữ thêm còn điểm mua mới chờ đợi nó đủ độ tích lũy chúng ta sẽ tham gia sau tiếp tục với cao su cao su thì br hôm qua là điểm mua anh chị nhà đầu tư nào ấy mà hôm qua xem video của em ấy thì anh chị có thể là thấy được những điểm mua của con br này đúng không ạ là những điểm mua tại những phiên test cung phiên trước của nó phiên nó sụp đi thì phiên hôm nay là phiên break là việc hết sức bình thường mẫu hình của nó có hay không đây là một cái mẫu hình gì ạ à? đây là mẫu hình cốc tay cầm của nó này đúng không ạ trên live vẫn là trên live tăng và khi nó tạo thành những cái mẫu hình cốc tay cầm thành công thì phiên hôm nay nó break là việc hết sức bình thường và khi nó tăng như thế này thì nhà đầu tư mình có thì cứ nắm giữ khả năng ngày mai nó sẽ tiếp tục giữ địa tăng của nó thì mình cũng sẽ không có điểm mua tại vì khi mình mua thì mình mua ở những phiên burst đầu tiên thì nó sẽ an toàn nhưng đến khi phiên burst thứ hai thì mình mua thì nó sẽ dễ dàng bị phô môn nên đối với mã phiếu này chúng ta tham gia thì chờ đợi những độ tích lũy và sideway thêm sẽ có những điểm mua mới đối với BR còn tiếp tục với những cái mã cổ phiếu của dòng chứng khoán thì hôm nay nó đã có những cái độ gọi là chỉnh lại để nó có thể tạo ra những biên xoay cho nó thì đầu tiên ấy là con BVS thì nó gặp lại những vùng gọi là kháng cự đỉnh trước của nó thì yếu tố điều chỉnh xảy ra là việc hết sức bình thường. Nó giống như đoạn này này, anh chị thấy này khi mà nó điều chỉnh xuống thì nó bật tăng lên, nó gặp lại kháng cự sau nó phải cần những cái độ tích lũy và xoay quay đủ lớn thì nó mới tiếp tục bước vào cái trendline tăng mới của nó. Còn bây giờ nó vẫn có những cái độ tích lũy như này mà nó chưa đủ những cái yếu tố gọi là cân bằng, thì nó phải cần tích lũy thêm. Đâu khoảng là bốn năm phiên nữa thì nó sẽ bước vào trendline. Nên chị đầu tư mình có BVS thì cứ nắm giữ thêm. CTS thì nó đánh vượt đỉnh hiệu tố quay lại retest đỉnh với thanh khoản như thế này là việc hết sức bình thường nên đối với mã phiếu này nó cần những cái biên độ cân bằng thêm đâu khoảng là ba bốn phiên nữa mình sẽ có điểm mua mới còn bây giờ chúng ta cứ nắm giữ thêm đối với CTS tiếp tục là VND VND thì nó vẫn có những cái biên độ tích lũy và sideways của nó thì vùng này nó là vùng tích lũy và sideways nên volume của nó luôn luôn có những trạng thái nhỏ dần nên đối với mã phiếu này anh chị đầu tư mình vẫn có thể là nắm giữ thêm và khả năng sẽ quay về nó retest cái đáy này này nó quay về retest đâu khoảng là vùng mà 77 nếu Ray quay lại thì thành công nó hướng lên thì sẽ có điểm mua mới nên mình cứ nắm giữ thêm đối với mã cổ phiếu VND này. VCI thì nó cũng tạo ra những mẫu hình gì ạ? Đây là nó đang tạo ra mẫu hình nền tảng trên nền tảng giá của nó này. Và ở đây các anh chị thấy nó đang có những cái độ tái tích trở lại thì mình có thể nắm giữ thêm đối với VCI. Và anh chị nhà đầu tư mình ấy chờ đợi có những trạng thái nó cân bằng nó hướng lên thì lúc đó mình sẽ có điểm mua mới đối với VCI. Còn bây giờ nhà đầu tư mình vẫn có thể nắm giữ thêm đối với mã phiếu này. Tiếp tục là những mã cổ phiếu của dòng dầu khí dòng dầu khí thì hôm nay nó vận động cũng rất là tốt này mà phiếu BR này hôm nay lực cầu vào cũng tương nó đang nó gặp lại kháng cự trước của nó thì nó đang hấp thụ những cái lượng cung do đầu tư kẹp hàng bán ra này do đầu tư nào mà đang có lại bán ra thì nó sẽ tạo ra vùng tết lũy và sai quay tiếp theo khi nó tạo ra vùng tết lũy và sai quay thành công lúc đó mình sẽ có điểm mua mới em ví dụ như vùng này đây khi nó gặp lại kháng cự trước của nó thì ít nhất nó cũng phải cần đâu khoảng là 4 đến 5 phiên tết lũy và sai quay và điểm mua của nó là những điểm mua cuối những cái nhịp tết lũy và sai quay là những cái phiên gọi là tết cung của nó và hướng lên lúc đó là điểm mua còn bây giờ chúng ta cứ nắm giữ và hầu như những mã cổ phiếu như con BR này nó đang tạo ra mẫu hình gì ạ à? đây cấu trúc thân đi lên đúng không ạ à? đi đánh vượt đỉnh sau nó quay về rì tích đỉnh này đánh vượt đỉnh quay lại rì tích đỉnh thì đây nó đang đi theo những phương mẫu hình của nó thì khả năng những cái phiên tiếp theo nó sẽ đánh vượt đỉnh rất là cao nên đối với mã phiếu này anh chịu tư mình có thể là chờ đợi những phiên cân bằng phía sau để mình có thể là thăm dò đối với BR GAS thì nhìn chung nó đã có những trạng thái cân bằng bật tăng thì khả năng sẽ quay về đến những vùng kháng cự của nó trong những cái phiên tiếp theo nên đối với mã phiếu này anh tư mình có thể nắm giữ và nhà đầu tư nào mà mình bị kẹp hàng ấy, thì có thể là canh những cái nhịp gọi là phục hồi đến đây mình thả ra còn những cái điểm mua mới đối với gas thì không có đối với mã cổ phiếu OIL thì cũng đã phân tích rất là nhiều nhà đầu tư nào muốn tham gia đối với dòng dầu khí thì có thể tham gia đối với mã phiếu này tại vì mã phiếu này là một trong những mã cổ phiếu mạnh nhất của dòng dầu khí đúng không ạ à? hầu hết những mã cổ phiếu dòng dầu khí khác nó đang tích lũy ở dưới những cái vùng đỉnh của nó chứng tỏ nó yếu hơn so với OIL còn OIL nó đã tích lũy quanh những vùng đỉnh của nó và đã có những trạng thái đánh vượt đỉnh thì hôm nay cũng có những lực cầu vào nên khả năng của nó sẽ tiếp tục cân bằng vùng này này sai quay thêm vài phiên thì nó sẽ có những cái trạng thái bước vào cái đà tăng mạnh nhất của nó nên chị lưu ý đối với OIL ở đoạn tới còn bây giờ điểm mua mới thì chúng ta chờ đợi một hai phiên cân bằng sẽ có điểm mua tiếp tục là con bé thì hôm nay nó cũng đã tăng rất mạnh như thế này tăng trần như này thì mình có thì cứ nắm giữ còn điểm mua mới thì chúng ta phải chờ đợi thêm chưa có điểm mua đối với bet BLC thì nó vẫn là biên độ tích lũy và sai quay. nó chưa có những cái dòng tiền vào đạt để chúng ta có thể làm mở mua đối với mã phiếu BLC nên mình có thì có nắm giữ thêm đối với BLC BVC thì mã phiếu này nó đang tạo ra mẫu hình nền tảng trên nền tảng thì ở đoạn sau nếu đánh với dòng dầu khí thì mình đánh giá khả năng con này nó tạo ra nền tảng số 3 nó cân bằng một vài phiên nữa thì sẽ có những cái điểm mua đẹp còn vùng này nhà đầu tư mình muốn tham gia thì có thể là cân nhắc những cái nhịp điều chỉnh xuống để mình có thể là thăm dò đối với BVC nên chịu tư mình có thể là lưu ý đối với BVC ở đoạn này của dòng dầu khí BVD thì mã phiếu này hôm nay nó tạo ra một phiên nô điện 3 thì nó sẽ tạo ra những biên test lũy và sai quay để có thể là có những nhịp đánh vượt đỉnh của nó nên đối với mã phiếu này nhà đầu tư mình có thể nắm giữ thêm còn những điểm mua mới thì các anh chị phải chờ đợi đâu khoảng là những phiên test cung mình mua sẽ đỡ thời gian chờ đợi hơn đối với BVD BVF thì nó cũng tương tự đối với BVD tiếp tục tích lũy và sai quay thêm ở đoạn này mình mới có điểm mua còn những cái mã cổ phiếu của dòng ngân hàng ngân hàng thì nhìn chung mấy khả năng ngày mai nó sẽ có những trạng thái bật tăng lên trở lại thì hôm nay anh chị thấy này có những mã cổ phiếu dẫn đầu như stb nó cũng đã có những cái tín hiệu bật tăng hầu như nó cũng đã muốn đánh vượt đỉnh rồi đúng không ạ nhưng hôm nay anh chị thấy này áp lực bán của phiên nên nó tạo ra một phiên gọi là sắc a ba nên đối với stb này khả năng sẽ tiếp tục tái lĩ và sai quay nó cân bằng thêm một vài phiên nhà đầu tư mình sẽ có điểm mua mới và vùng này khả năng sẽ đi theo những cái tính chất gọi là quay về retest là những vùng gọi là gáp trước của nó sau đó nó bật tăng thì đây là những cái điểm mua tiếp theo khi mà nó cân bằng qua vùng giá 32 còn bây giờ chúng ta cứ quan sát thêm đối với mã cổ phiếu STB này. ACB hôm nay bán mạnh vào đầu phiên nhưng cuối phiên nó có những trạng thái nó kém ngược trở lại thì chứng tỏ những cái lực cầu quanh những vùng hỗ trợ cũng tương đối là tốt. Nên đối với mã phiếu này nó sẽ có những trạng thái nó cân bằng quanh những cái biên độ đó khoảng là 33 đến 34 lúc đó mình sẽ có điểm mua. Còn bây giờ cứ tiếp tục nắm giữ. Chứ bây giờ chưa điểm mua mới đối với ACB. BID hôm nay anh chị thấy là dòng tiền cũng đã bắt đầu vào nó cũng đã đánh bứt phá của những đường trên line giảm điểm về trung hạn của nó và khả năng vùng này nó sẽ cần cân bằng thêm một vài viên nó sẽ bước vào một cái cái gọi là quá trình đẩy giá của nó nên chị đầu tư mình có thể lưu ý đối với BID đối với mã phiếu này nhà đầu tư mình muốn tham gia thì có thể là cân bằng quanh vùng giá 38 mình có thể thăm dò đối với BID và bây giờ mình có thể chú ý đối với BID dần dần là vừa BBB trên line nó vẫn là trên line tăng này yếu tố tạo ra những cái trạng thái tích lũy và xoay quay cũng rất là siết chặt nên nhìn chung vùng này chưa có điểm tham gia mua mới hôm nay cũng xuất hiện nô điện lên ba nên khả năng sẽ cần cân bằng thêm còn điểm mua mới thì chưa có ctg thì nhìn chung những cái video hôm trước cũng đã kể ra những kịch bản cho nó và khả năng sẽ quay về nó test lại những vùng đáy trước của nó rồi sau đó nó sẽ bật tăng nó cân bằng lúc đó nó sẽ tạo ra biên tái tích lũy và sai quay và nó sẽ đánh tương tự như là con vre đúng không ạ mẫu hình của con vre này ở đoạn trước là mẫu hình gì ạ à? đây vai đầu vai ngược này trước khi nó bật tăng sao à? nó tạo ra cái biên tái tích lũy và sideways quay vùng này nó tái tích lũy và sideways quay bỏ thành công sẽ có những cái phiên b đánh bật tăng mạnh như thế này nên chị có thể là lưu ý đối với CTG ở đoạn tới khi mà nó tạo ra biên tái lũy và sai quay thành công Con nghe IP là một trong những mã cổ phiếu mạnh nhất của dòng ngân hàng này thì hôm nay cũng là một trong những cái điểm mua cho nó tại vì hôm nay có một phiên tích cung với có lượng thấp thì khả năng những hôm nay lượng cung đã không còn nhiều cũng như mã phiếu này cũng là một trong những mã cổ phiếu mạnh nhất của dòng ngân hàng tại vì chị thấy này dòng này nó sẽ có những cái trạng thái bật tăng khi mà cái yếu tố của nó có những sự đồng thuận về dòng và ở đây nó là trong những mã cổ phiếu nó tăng trước dẫn nhất cho dòng banh ở đoạn tới tại vì anh chị thấy hầu hết những mã cổ phiếu của dòng ngân hàng nó luôn luôn chạy sau những cái phiên của con EIB này thì chứng tỏ những mã cổ phiếu như EIB là những mã cổ phiếu dẫn dắt của dòng ngân hàng nếu con EIB nó bật tăng ấy thì dòng ngân hàng nó sẽ kéo theo ở đoạn sau nên nhìn chung con này là con dẫn dắt nếu muốn tham gia đối với dòng ngân hàng thì EIB cũng là trong những cái lựa chọn tiềm năng ở đoạn tới phiên hôm nay đang cho những cái điểm mua ở những phiên tết cung nên có thể tham gia quanh vùng giá 34.2 đối với mã cổ phiếu EIB này ở đây chỉ là những phiên sell out chứ không phải là những phiên rủ bỏ tại vì ở đây dòng tiền nó mới vào thì làm sao vùng này mà tổ chức họ bán ra được và khi họ đánh ấy, thì anh chị thấy nhìn cái mẫu hình của nó này nó nó tạo ra mẫu hình vai rồi vai ngược và xác nhận mẫu hình như thế này thì khả năng ấy nó sẽ còn tiếp tục dư địa tăng em ví dụ như những cái mã cổ phiếu như con D rồi HD anh chị thấy này ít khi nào nó tăng đâu khoảng 10 đến 15 rồi nó ngưng lắm khi nó tạo ra mẫu hình vai đầu vai ngược xác nhận thì sao đây nó tăng chỉ liên tục và khi nó tạo xong mẫu hình nó sẽ tăng rất mạnh nó tích lũy giống đoạn này này cái gì thế này tích lũy quanh vùng đỉnh trước và sẽ tiếp tục nó chạy tiếp thì con EIB các anh chị có thể lưu ý đối với mã phiếu này quanh vùng giá 34.2 có thể lấy vị thế thăm dò. HD Bank thì nó vẫn tiếp tục tích lũy và sideways, thì vùng này khả năng sẽ cần cân bằng thêm, điểm mua mới thì chưa có, quan sát thêm đối với HD Bank. Cơm thì những cái video trước cũng nói rất nhiều lần, khả năng sẽ tạo ra mẫu hình gì ạ? À? Đây, vai đầu vai ngược nó hướng lên sẽ có điểm mua mới. Và những cái video trước cũng đã nói rất nhiều về mã phiếu này. Nó mở một gap up thì sao nó quay về nó lắp hết gap up là một cái điều rất là tích cực đúng không ạ? À? Khi nào mà nó tạo ra mẫu hình vai đầu vai ngược nó hướng lên thì đây là những điểm cân bằng sẽ có điểm mua này nên quan sát thêm đối với Techcombank tiên phong Bank thì nó mạnh nhất dùng ngân hàng rồi mẫu hình nền tảng trên nền tảng giá thì mình cứ nắm giữ thêm và bây giờ điểm mua mới của nó thì chưa có chúng ta chờ đợi những điều cân bằng thêm lúc đó chúng ta mới có điểm mua đối với tiên phong banh hầu hết nhà đầu tư mình ấy tham gia trên thị trường dựa vào giá cả các anh chị thấy những mặt phiếu cao như thế này các anh chị sợ các gì không dám mua nhưng thực chất những mặt cổ phiếu nào đó, mà nó tăng mạnh nhất nó đều neo ở những vùng giá rất là cao chứng tỏ những mặt cổ phiếu đó có những cái kết quả kinh doanh tốt cũng như anh chị thấy giai đoạn trước đi so sánh với con VND đi với con SSI ở đoạn trước này đây là những lúc ấy mà con VND nó cân bằng ở trên những vùng đỉnh của nó và nó giá của nó cao hơn viên SSI rất nhiều và anh chị nhìn vùng này con SSI này nó tích lũy ở dưới những vùng gọi là kháng cự của nó đúng không ạ à? dưới những vùng đỉnh của nó thì lúc tăng thì con nào tăng mạnh hơn đương nhiên là con VND anh chị thấy này các chị mua đúng những cái vùng gọi là gọi là những cái vùng mạnh của nó thì sợ các chị có thể là lãi 300 đến 400 phần trăm nhưng đối với con SSI các chị lãi bao nhiêu phần trăm các chị lãi rất là ít so với mã cổ phiếu kênh trên các anh chị lại đâu khoảng 118%. hay là Masan với lại mã cổ phiếu Vinamilk thì anh chị so sánh hai mã cổ phiếu cùng ngành hầu hết mã cổ phiếu nó đánh vượt đỉnh kênh trên nó đều tăng mạnh hơn so với kênh dưới tại vì kênh dưới anh chị thấy này nó đi lên nó gặp gì à? kháng cự đi lên gặp kháng cự thì nó rất khó thể có thể tăng mạnh như những mã cổ phiếu kênh trên anh chị thấy con DHC này ở đoạn trước này nó tăng liên tục đúng mà mặc dù nó đã có những trạng thái giá của nó rất cao rồi nhưng giá của nó vẫn tiếp tục nó cao nên trên thị trường này chúng ta quan sát đối với mã cổ phiếu ấy, là chúng ta phải chọn những cái mã cổ phiếu dẫn dắt những mã cổ phiếu đầu ngành để chúng ta tham gia chứ không phải là chúng ta cứ tham gia những mã cổ phiếu mà nào mà nó đang nằm ở kênh dưới mà nó thấp lè tè ở dưới ấy, thì anh chị sẽ rất dễ dàng ấy gọi là không có những cái, cái lợi nhuận lớn so với những mã cổ phiếu bên trên nên đầu tư mình thấy mà những mã cổ phiếu nào là kênh trên thì chúng ta sẽ tập trung tham gia những mã cổ phiếu kênh trên đó Tiếp tục là con VAB, đây là mẫu hình dạng cốc tay cầm này hướng lên, gặp lại kháng cự trước thì khả năng sẽ tiếp tục tái lễ và sai quay thêm. Còn điểm mua mới đối với VAB thì chưa có, chúng ta phải chờ đợi những cái độ cân bằng, cạn cung sẽ có điểm mua. Thì nhìn chung dòng ngân hàng anh chị có thể là chú ý đối với EB đoạn này này. Tiếp tục là con STB, đợi nó tích lũy và sai quay thêm thì có thể tham gia. Ngoài ra có thêm những mặt cổ phiếu tiên phong banh, đó là ba cổ phiếu mạnh và con BAD cũng là một trong những mặt cổ phiếu nó sắp xỉ bước vào một cái trên lai tăng mới của nó là những mặt cổ phiếu anh chị có thể chú ý đối với dòng ngân hàng tiếp tục là những mã cổ phiếu của dòng thép đi dòng thép gần đây em cũng không phân tích nhiều thì nhìn chung dòng thép nó vẫn tạo ra những biên tích lũy và sai quay. thì đoạn trước em thấy được những cái phiên gọi là stopping volume 3 của nó rồi này thì khả năng sẽ tạo ra những cái biên tích tái lũy và xa quay như thế này thì nhà đầu tư mình có thì cứ nắm giữ thêm và hầu hết những mã phiếu kênh dưới như thế này anh chị tham gia đi làm gì bằng những mã phiếu kênh trên các anh chị thấy những mã phiếu như FLC kênh trên này nó tăng rất nóng này OGC nó tăng rất mạnh này thì anh chị chọn những mã phiếu này anh chị tham gia mới có lãi chứ hầu như anh chị tư thấy giá rẻ anh chị mua vào thì bây giờ anh chị tham gia đi nắm giữ một hai tuần hay là một hai tháng các anh chị vẫn không có lãi hay con Vinamilk này các anh chị thấy này đầu năm tới giờ tăng bao nhiêu phần trăm đúng không à? ạ Vinamilk nó tăng đâu khoảng là hai đến ba phần trăm là cùng nếu anh chị mua đúng được những vùng đáy của nó so với anh chị nắm giữ một cái mã cổ phiếu bên dưới như thế này các anh chị nắm giữ những mã cổ phiếu như là con DGC đi đúng không à? ạ hay là những mã cổ phiếu như là con FLC đến chị lãi bao nhiêu lần Hai anh chị nắm giữ những mã phiếu như DG đi anh chị lãi bao nhiêu lần. Nên chúng ta thấy những mã phiếu như là HSG, HBG nó phải cần những cái độ tích lũy đủ lâu thì lúc đó chúng ta mới tham gia. Còn bây giờ chúng ta cứ quan sát và chú ý thôi, khi nào mà nó bắt đầu vào lại cái sóng của dòng thép ấy thì lúc đó mình sẽ khuyến nghị anh chị tham gia ở đằng sau. Còn bây giờ chúng ta cứ nhìn thôi chứ chúng ta chưa nên tham gia đối với mã cổ phiếu HBG hay là cổ phiếu của dòng thép chờ đợi nó tạo đáy xong nó cân bằng đủ lúc đó chúng ta sẽ tham gia hay là con thép TVN này nó vẫn tiếp tục biên độ tích lũy và xoay quay thôi vùng này đánh giá khả năng sẽ tạo ra cái nền thứ hai của nó lúc đó mình sẽ có điểm mua mới còn bây giờ cứ nắm điều thêm đối với thép TV này còn bây giờ hầu như dòng thép chúng ta chỉ quan sát và không có điểm mua tiếp tục là những mã cổ phiếu của dòng vật liệu xây dựng dòng vật liệu xây dựng thì những cái phiên gần đây con VCG này rất nhiều nhà đầu tư chú ý đúng mà thì hầu như những mã cổ phiếu này nó phải cần những độ tích lũy và sai quay thêm anh chị thấy những sự FOMO thì có đấy nhưng ở đây tổ chức họ chưa muốn đánh thì làm sao mà mã phiếu này nó tăng được ở đây nó mở một gấp ấp thì khả năng sẽ quay về lắp cái gấp up này này sau khi nó lắp gấp ấp này này nó hướng lên tạo mô hình hai đáy và những vùng này là những vùng rủ đỏ bỏ thành công này lúc đó mới vào trên lai like tăng mới chứ hầu như ở đây là chỉ là những sự xô FOMO thôi chưa có dòng tiền của tổ chức họ vào họ đánh đâu ở đây mới là dòng tiền của tổ chức này và ở đây đu bám gì thì họ phải rủ bỏ bằng những phiên này này Sách out, sắc ao lấy hàng ra bán liên tục thì khả năng sẽ cần cân bằng nó mới có thể vào một trên lai like tăng mới nên quan sát thêm đối với bạn cổ phiếu VCG thôi chưa có điểm mua lợi thì hôm nay nó đang tạo ra mẫu hình nền tảng trên nền tảng này hôm nay cũng là phiên tích cung rất là đẹp này thì khả năng những phiên sắp tới nó sẽ kéo thì đây cũng là điểm mua đối với lợi g nhà tư nào mình chưa có tham gia đối với lợi g thì ở vùng 19.9 là những điểm mua tốt đối với mã phiếu này anh chị có thể lưu ý đối với mã phiếu này ở đoạn tới tiếp tục là những mã cổ phiếu như là con BCC, BCC thì nhìn chung em cũng đã nói những phiên trước rồi, những mã phiếu này chỉ canh phục hồi để mình hạ ra thôi, tại vì anh chị thấy này, tạo ra mẫu hình ba đỉnh, một những mẫu hình phân phối đúng mà xuất hiện thích ba khả năng sẽ bắt đầu nó gãy trên và bước vào một cái xu hướng giảm của nó thì đối với mặt phiếu này canh phục hồi để mình hạ ra còn điểm mua mới đối với BCC thì chưa có BCG thì nó vẫn tích lũy và xoay quay nếu cân bằng thêm thì hôm đó mình sẽ có điểm tham gia còn bây giờ cứ nắm giữ thêm đối với mặt cổ phiếu BCG C4G thì nó đã qua điểm mua những cái điểm mua của nó là những cái điểm mua ở tết cung này sau đó là những phiên này mình có thể tham gia còn bây giờ đảo xa nền thì chúng ta cứ quan sát tại vì tham gia những cái điểm xa nền sẽ rất rủi ro ví dụ như anh chị tham gia ở đây đi ngày mai anh tiếp tục nó chỉnh một hai phiên nữa rồi sau đó chỉnh phiên thứ ba thì khả năng các anh chị nhà tư sẽ cắt ngay những vùng đáy rất cao nên với với mã phiếu này chúng ta phải cần độ cân bằng chúng ta mới tham gia được còn bây giờ chưa có điểm tham gia mua mới đối với C4G còn những mã cổ phiếu như CAI thì vẫn tiếp tục chu kỳ tăng thì mình cứ nắm giữ và bây giờ điểm mua mới thì chưa có đối với CAI tiếp tục là con CTD thì nó vẫn tiếp tục cân bằng đi lên vùng này cung cân cầu nó lỏng lẻo thì nó bật tăng như thế này là việc hết sức bình thường nên đối với mã phiếu này điểm mua thì chưa có chúng ta phải chờ đợi những điều độ cân bằng thêm FCE nó vẫn tiếp tục duy trì đà tăng thì đối với mã phiếu này chúng ta có thể nắm giữ được còn bây giờ điểm mua mới cũng chưa có đối với mã cổ phiếu FCE này HBC thì mở gấp quay lại lắp gáp hướng lên là một cái điều tích cực thì mã phiếu này nhìn chung nó sẽ tạo ra biên độ tái tích lũy và sai quay tại vì gặp lại kháng cự đỉnh trước em cũng đã kể một cái biên độ cho nó tích lũy và sai quay nên đối với vùng này chờ đợi sai quay thêm lúc đó sẽ có điểm mua mới đối với mã cổ phiếu HBC này tiếp tục là mã cổ phiếu như HUT thì sao ạ? À? HUT mẫu hình ba nền tảng giá này, tiền vào đánh lên này nó cân bằng như thế này thì đây là điểm mua của nó này. Nên nhà đầu tư mình có thì cứ nắm giữ thêm đối với HUT. Thì đối với mã phiếu này khả năng ngày mai sẽ có những cái phiên break rất là cao. Nên nhìn chung đối với vùng 21.5 này chúng ta có thể là tham gia định lướt đối với HUT. Tại vì khả năng những cái nền tảng số 3 của nó sẽ bắt đầu nó chạy đó khoảng 2 3 phiên như thế này này rồi mình có thể canh chốt lại ra để đánh trong tay cộng. Còn những cái mã cổ phiếu như con VCG VGC thì mã phiếu này hôm nay nó cũng đã có những trạng thái cân bằng hướng lên thì vùng này nhìn chung nó sẽ gặp lại kháng cự định trước của nó thì nó sẽ cần tích lũy và sai quay thêm còn muốn đánh vượt đỉnh thì chúng ta phải quan sát chờ đợi những yếu tố nó cân bằng đủ lớn lúc đó mới có điểm mua còn bây giờ cứ nắm giữ thì mã phiếu này chỉ có thể đã quan sát được dòng tiền cũng đã vào này yếu tố rủ bỏ xảy ra von cạn thì vùng này cân bằng một vài viên sẽ có điểm mua mới đối với vgc tiếp tục là những cái mã cổ phiếu của dòng vật liệu xây dựng vật liệu xây dựng và dịch mai đi dịch mai thì VGT nó vẫn tích lũy và xe quay thì nhìn chung chị thấy này nó kéo một phiên thì cân bằng trở lại thì đó là những dịch đặc điểm của những vùng tích lũy và xe quay của thị trường nó báo hiệu những cái trạng thái cân bằng mỗi ngày nó kéo một dòng giống như đoạn trước thôi nên đoạn này chúng ta chủ yếu là chúng ta canh đánh lướt đối với một vài mã cổ phiếu nhỏ của thị trường những phân khúc nhỏ chúng ta mới có lãi còn VGT này khả năng sẽ cân bằng phiên về phiên chúng ta sẽ có điểm mua mới đối với VGT khả năng sẽ đánh vượt đỉnh rất cao nên lưu ý đối với VGT đoạn tới TNG vùng này nó cũng cân bằng nó hướng lên này nó đang tạo ra mẫu hình cốc tay cầm đúng không ạ khi tạo ra mẫu hình cốc tay cầm thành công chúng ta sẽ tham gia còn bây giờ cứ nắm giữ SH thì nó là cái trên lai giảm thì chúng ta sẽ không tham gia đối với mã phiếu này trên lai giảm tuyệt đối không tham gia tại vì đầu tư là đầu tư theo xuống xuống tăng chúng ta đánh xuống giảm thì chúng ta bán ra chúng ta đứng ngoài và không tham gia đối với những mã cổ phiếu gọi là xuống giảm như thế này còn những cái mã cổ phiếu của dòng thực phẩm thì anh chị có thể lưu ý đối với SBT Tại vì sao lại lưu ý đối với mã phiếu này? Tại vì anh chị thấy thực chất của nó là một cái mẫu hình gọi là VSA. Ở đây anh chị thấy này SC này, AR. Ở đây là những cái điểm gọi là ST pha B, spring thì nó sẽ tiếp tục cân bằng tạo ra những cái điểm này là những pha BU của nó đúng không ạ? À? Thì nó có những cái trạng thái này, nó cân bằng đâu khoảng là từ tháng 1 cho đến tháng 12 năm 2021 rồi nó tiếp tục nó cân bằng và hướng lên như này là yếu tố rất là tích cực của con SBT. Bây giờ anh gặp lại đỉnh trước của nó xuất hiện những phiên gọi là sell out cân bằng. Hôm nay cũng xuất hiện phiên gì ạ? đây là một phiên gọi là tạo đáy của nó thì khả năng sẽ có những trạng thái cân bằng những phiên tiếp theo mình sẽ đi mua còn bây giờ đây là những điểm mua để mình có thể thăm dò và khả năng xác suất nó sẽ đánh vượt đỉnh rất cao nên lưu ý đối với mã cổ phiếu SBT đồng tới đây là những cái điểm mua để anh chị đầu tư mình có thể là thăm dò đối với mã cổ phiếu này thì nhìn chung đi sơ lược qua một cái dòng thị trường ấy thì em cũng đã gọi là review hình như ấy là hầu hết các dòng để cho anh chị đầu tư mình có thể nắm bắt trên chiều tư nào mình có thắc mắc gì ấy thì mình có thể là comment ở dưới video để em hỗ trợ cho anh chị tư mình một cách tốt nhất.